Chúng tôi xin kết lại bản tin bằng một tin tức lạc quan trong đại dịch hiện nay. Thưa quý vị, tỷ lệ sinh nợ ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển đã gia tăng trở lại ở mức trước đại dịch Covid-19. Theo phân tích của các chuyên gia, sự phục hồi này là do một phần kết quả của các chính sách kích thích được triển khai nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ đại dịch. Được biết tỷ lệ sinh bắt đầu giảm mạnh vào cuối năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và mọi người dân bị yêu cầu ở trong nhà, dẫn đến trầm trọng thêm xu hướng giảm dân số vốn đã rất nguy hiểm ở các quốc gia giàu có. Nhưng phân tích dữ liệu quốc gia cho thấy tỷ lệ sinh nở đã phục hồi nhanh chóng ở hầu hết các nước phát triển. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021, 9 tháng sau được đóng cửa xã hội đầu tiên, các quốc gia từ Trung Quốc đến Pháp đã báo cáo số lần sinh thấp nhất. Italy có ít ca sinh vào năm 2021 hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi quốc gia này được thành lập vào năm 1861. Tỷ lệ sinh là số lượng trẻ sơ sinh trung bình mà một người phụ nữ dự kiến sẽ có trong cuộc đời họ. Các nhà nhân khẩu học thường chấp nhận rằng dân số của một quốc gia chỉ có thể tăng lên, không tính tới yếu tố di cư nếu các cặp vợ chồng có trung bình ít nhất 2,1 con. Tuy nhiên, nhiều nền kinh tế phát triển đã có tỷ lệ sinh thấp hơn mức đó. Kate Etroy, giám đốc trung tâm nghiên cứu về bất bình đẳng xã hội tại Đại học California của Mỹ, cho biết mọi người có xu hướng sinh ít con hơn khi đối mặt với một sự kiện thảm khốc kéo dài dẫn đến mức độ không chắc chắn cao. Bà Choi cho biết, cặp vợ chồng thời COVID-19 có thể không muốn sinh con khi họ không biết thu nhập của họ sẽ có từ đâu. Nhưng sau đó, vào năm 2021, số ca sinh bắt đầu phục hồi ở các quốc gia, như Mỹ, Bắc Âu, Australia và Israel và trong một số trường hợp còn vượt quá tỷ lệ sinh trước đó, đây gọi là hiệu ứng bắt kịp. Ở Anh và xứ Wales, số ca sinh đã giảm 5% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019, đến nửa cuối năm, số ca sinh đã trở lại mức 2019 và cuối năm 2021, các quốc gia đã ghi nhận mức tăng sinh hàng năm đầu tiên kể từ năm 2015. Tại Mỹ, Cục Điều tra Dân số quan sát thấy số trẻ sinh ra trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021 thấp một cách bất thường, tương đương với 763 trẻ sinh ra mỗi ngày trong tháng 12. Anna Morse, một nhà nhân khẩu học tại Cục Điều tra Dân số cho biết, đó rất có thể là kết quả của đại dịch COVID-19. Vào nửa cuối năm 2021, Mỹ ghi nhận số ca sinh bằng với cùng kỳ năm 2019. Các chuyên gia dân số và nhà kinh tế cho rằng các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ do nhiều chính phủ đưa ra giúp ngăn chặn tình trạng giảm sinh kéo dài. Caroline Smith, người đứng đầu bộ phận mức sinh và già hóa dân số tại bộ phận kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc, cho biết các sáng kiến kích thích kinh tế đóng vai trò trong việc ngăn chặn tỷ lệ sinh giảm mạnh bằng cách cung cấp một vùng đệm tài chính chống lại bất ổn kinh tế. Quý vị thân mến, mức sinh giảm trong thời kỳ đầu đại dịch đã đẩy thế giới phải đối mặt với quả bom hẹn giờ nhân khẩu học. Tỷ lệ sinh giảm có nguy cơ làm chậm tăng trưởng toàn cầu và khiến cho các quốc gia phải đối mặt với dân số già. Song, những tín hiệu tích cực về tỷ lệ sinh nêu trên đã làm giảm bớt mối lo lắng về các hệ lụy kinh tế và xã hội có thể xảy ra